kênh video Đức Phúc Trần hân hoan gửi lời chào đến toàn thể đại gia đình. Kính thưa đại gia đình, Đức Phúc Trần tôi đang có mặt ở trung tâm Ngọc Trai ở tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Và như được sự ủng hộ, theo dõi và động viên cũng như góp ý chân tình của đại gia đình trong suốt thời gian qua, thì Đức Phúc Trần tôi có khá là nhiều video gửi đến đại gia đình mình. Và trong đó thì có những cái video cũng ít nhất là 3 cái nói về cũng như chia sẻ về những cái trung tâm nuôi cá Ngọc Trai ở Hạ Long, ở Đà Nẵng, ở Phú Quốc. Bên cạnh đó thì sáng hôm nay Đức Phúc Trần tôi đang có mặt ở trung tâm Ngọc Trai tại huyện đảo Phú Quốc này, thì cũng muốn chia sẻ cùng với đại gia đình chúng ta ở một cái video ngắn này trong vòng khoảng 10 phút, để mong rằng tất cả đại gia đình cùng với Đức Phúc Trần tôi chúng ta có thể chia sẻ những cái thông tin cơ bản, những cái điều hiểu biết chân tình, để chúng ta có những cái thông tin nó chính xác hơn, hay hơn và nó hợp tình hợp lý hơn, trên cái tinh thần là cầu thị và sự học hỏi lẫn nhau. Kính thưa gia đình thân mến, thì Đức Phúc Trần tôi muốn chia sẻ chúng ta một vài câu hỏi về những cái thắc mắc của những du khách, của những người dân mà khi người ta nghe nói về Ngọc Trai. Như vậy thì mong rằng là những câu hỏi này Đức Phúc Trần tôi đưa ra và tất cả những thành viên cùng ủng hộ kênh video Đức Phúc Trần tôi, chúng ta sẽ cùng thảo luận, cùng chia sẻ trên tinh thần góp ý chân tình cũng như là cầu thị của Đức Phúc Trần tôi gửi đến quý vị, để mong rằng chúng ta có những cái thông tin nó hay, tốt đẹp và nó chân tình, chứ không phải là thách đố hay là không phải gây khó khăn cho nhau gì hết. Thì mong rằng gia đình chúng ta cùng chia sẻ nha. Trước hết thì xin được chia sẻ với đại gia đình chúng ta, thì theo gia đình chúng ta biết rằng là Ngọc Trai, tức là con trai, nó sống trong môi trường tự nhiên, tức là dưới lòng đại dương, thì nó tạo ra ngọc, như vậy thì làm sao để con trai nó có được ngọc? Con trai nó sinh sống trong cái môi trường sinh hoạt, đời sống của nó, thì làm sao để nó tạo ra những cái viên ngọc? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là trong quá trình tạo ngọc của con trai như vậy đó, thì nó có được có những thuận lợi, những khó khăn gì, cũng như là nó có bền không? Những con trai nó tạo ra những viên ngọc đó là gọi là ngọc tự nhiên. Ngọc tự nhiên tức là trong quá trình sinh sống con trai nó tạo ra những cái viên ngọc. Và đó là những cái ngọc tự nhiên. Như vậy thì nó khác gì với ngọc nhân tạo? Ngọc nhân tạo thì như chúng ta cũng biết rằng đó là ngọc nhân tạo, tức là ngọc trai nuôi. Tức là người dân người ta đi bắt những con trai sinh sống bình thường dưới lòng đại dương mà nó chưa có ngọc, thì người ta về ta cấy vào người nó những cái nhân. Cái nhân này thì làm từ vỏ con trai như chúng ta được biết. Và trong quá trình nuôi nó 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí 7, 8 năm hay 10 năm thì nó sẽ tạo ra viên ngọc. Như vậy thì đó là ngọc trai nhân tạo, tức là ngọc trai nuôi. Và có nhiều người chia sẻ là ngọc trai nhân tạo là ngọc trai giả. Như thế câu hỏi thứ hai là ngọc trai nhân tạo có phải là ngọc trai giả hay không? Và chúng ta thế nào chúng ta phân biệt được ngọc trai nước ngọt khác với ngọc trai nước mặn? Ngọc trai nước ngọt với ngọc trai nước mặn thì có giá trị nó khác nhau thế nào? Tại sao ngọc trai nước mặn thì nó có giá trị cao, còn ngọc trai nước ngọt thì có giá trị thấp hơn? Và cách phân biệt làm sao để chúng ta có những cái thông tin về ngọc trai nước mặn và ngọc trai nước ngọt. Chi tiết rằng là như vậy thì thế nào là ngọc trai thật, thế nào là ngọc trai giả? Người ta nói rằng là để phân biệt được ngọc trai thật, ngọc trai giả là cách đơn giản nhất là chúng ta lấy hai viên ngọc chúng ta cà với nhau. Và nếu như ngọc trai thật thì nó sẽ tạo ra một cái chất bột, mà sau đó thì chúng ta lấy tay chúng ta vuốt lại, thì ngay chỗ cái chỗ trầy, chỗ tạo bột đó nó sẽ bóng, nó sáng lên như cái lúc ban đầu, chứ nó không bị trầy xước. Còn nếu mà ngọc trai giả thì chúng ta cà với nhau thì nó sẽ không tạo ra cái viên bột đó. Như vậy thì có chắc như vậy không?
nếu mà những cái viên ngọc mà giả mà người ta làm bằng khuôn cũng từ bột ngọc trai ra, như vậy thì nó có tạo ra cái lớp bột như vậy không, vân vân. Như vậy thì cái câu hỏi kế tiếp đó là thế nào để chúng ta phân biệt được ngọc trai thật và ngọc trai giả? Thì thưa gia đình mình, đó là chúng ta thấy rằng là ngọc trai thì đó là một cái sản phẩm có giá trị cao, bởi vì với nhiều yếu tố, người ta nói rằng đó là cái nó tạo trong ngọc trai trong môi trường tự nhiên thiên nhiên thì nó có giá trị rất là cao. Như vậy thì vì sao theo chúng ta nghĩ là vì sao ngọc trai nó có giá trị ạ? Vì sao ngọc trai nó có giá trị? Và khi mà nó có giá trị như thế đó, giá trị như thế thì theo chúng ta đó thì nó có giá trị như chúng ta cũng được biết rằng nếu mà ngọc trai tự nhiên thiên nhiên thì có một những viên đó nó hàng tỷ bạc, tức là có hàng trăm ngàn đô la. Như vậy thì nó cũng đâu có thua về vàng hay là về kim cương, tức là hộp xoàn. Nhưng mà tại sao nó có câu hỏi rằng là tại sao thì khi mà chúng ta mua ngọc trai thì chúng ta có mua cái giá trị cao như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta đổi, chúng ta bán trở lại thì chúng ta bị mất cái giá trị so với ban đầu, sao nó không được giá trị bền vững và nó đúng như giá trị lúc ban đầu chúng ta mua, mà chúng ta lại bị mất cái giá trị như vậy. Như vậy chúng ta mua vàng, chúng ta mua hộp xoàn, khi chúng ta bán chúng ta có bị mất giá trị không? Và thậm chí không mất giá trị đi nữa, thì riêng với vàng, hộp xoàn thì khi chúng ta mua xong rồi chúng ta bán trở lại, dù nó có mất giá trị so với ban đầu nhưng mà nó vẫn là được người ta thu lại, được người ta mua lại. Còn ngọc trai thì khi chúng ta mua giá trị nó cao, nhưng mà khi chúng ta bán lại thì giá trị nó không còn như giá trị ban đầu, và thậm chí người ta không thu lại nữa. Tại sao như vậy? Tại sao lại là người ta không thu lại? Như vậy người ta không thu lại gì đó có phải là ngọc trai giả không? Nếu người ta nói không bán hàng cho tôi chấp nhận là tôi bán trở lại, tôi đổi trở lại thì tôi bị mất giá trị ban đầu rồi đó. Có thể rằng là bị mất 20%, 30% và thậm chí 40%, nhưng mà phải thu lại chứ. Nhưng mà người ta nói không, ngọc trai thì người ta không có thu lại. Nếu như nó không còn được như ban đầu thì người ta không thu lại. Như vậy thì có nhiều người nói vậy thì bán đồ giả rồi, vậy thì đâu có mua để làm gì. Như vậy thì gia đình chúng ta cùng thảo luận với Đức Phú Trần tôi xem cái vấn đề này có đúng không, có đúng như những nhận định của người ta như thế không. Và nếu như quý vị sở hữu một viên ngọc trai, sở hữu một cái sâu chuỗi ngọc trai, sở hữu một vòng ngọc trai, thì khi mà chúng ta đeo cái trang sức này vào thì có những cái lưu ý gì khi mà chúng ta giữ gìn cái trang sức này để được trang sức này nó tồn tại với thời gian, nó bóng, nó đẹp và nó mang lại cái nét đẹp cho mình, quý phái cho mình khi mình mang, sang trọng cho mình cho khi mình mang cái sâu chuỗi ngọc trai này. Đó là cái câu hỏi kế tiếp, là chúng ta làm sao để giữ gìn được cái viên ngọc trai, cái sâu chuỗi ngọc trai đó được sáng, đẹp, bóng, tồn tại với thời gian, chúng ta cần có những lưu ý gì? Và thưa quý vị, người ta đeo ngọc trai với những cái lý do, thứ nhất là nó sang trọng, quý phái, đẹp, thay vì chúng ta mang vàng, hộp xoàn. Nhưng mà khi mà chúng ta đeo một sâu chuỗi ngọc trai, cảm thấy nó sang trọng, quý phái, và đặc biệt hơn là người ta nói ngọc trai mang lại sự may mắn. Như vậy thì tại sao ngọc trai được xem là một cái vật mang lại sự may mắn? Nó có những điều gì mà mang lại sự may mắn đó, dựa trên những yếu tố nào mà để nói là ngọc trai là có sự phong thủy, có yếu tố phong thủy mang lại sự may mắn cho người mang, cho người đeo của nó, sở hữu nó. Đó là câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi kế tiếp nữa rằng là người ta nói rằng là ngọc trai tạo từ cái cơ thể sống, tức là con trai nó phải tiết ra cái chất xà cừ từ cái vỏ nó, đó là chất nhờn để bám vô cái hạt cát, cà sỏi, hạt cá nhân mà chúng ta cấy vào người nó, để tránh được cái sự đau rát giữa cơ thể nó với lại cái nhân đó và các hạt sỏi đó. Thì chúng cho nên đó là nó tạo từ một cái cơ thể sống, cho nên nó giúp được ổn định huyết áp cho cái người sở hữu nó, người mang nó, người đeo nó. Như vậy có đúng không? Ngọc trai người ta nói ổn định huyết áp, có đúng như vậy không?
Thì thưa với đại gia đình thân mến, Đức có cần tôi làm cái video này gửi đến đại gia đình chúng ta. Và như những cái lời bạc ban đầu thì cũng mong rằng là các thành viên đã từng xem video của Đức Phú Trần tôi cũng đã từng ủng hộ kênh và cũng có những lời chia sẻ đóng góp chương trình. Thì hôm nay tôi có dành một cái video khoảng 10 phút này để gửi đến đại gia đình và có những cái câu hỏi như lời ban đầu là không phải là thách đố, không phải gây khó khăn cho nhau, mà đây là cái sự cầu thị muốn được chia sẻ, được trao đổi cùng với các thành viên đại gia đình chúng ta, để chúng ta có những thông tin về Ngọc Trai, có những cái chi tiết, có những cái điều trao đổi nó hay, nó tốt đẹp hơn, để cho cuộc sống này chúng ta thấy nó màu sắc hơn. Cảm ơn đại gia đình đã cùng quan tâm, cùng ủng hộ kênh video Đức Trần tôi, và xin mời chúng ta cứ góp ý chương trình để chúng ta có những cái thông tin, chúng ta có những cái sự trao đổi trong công việc, trong cuộc sống. Kính chúc chúng ta luôn gặp nhiều may mắn, an lành và hạnh phúc. Cảm ơn đại gia đình và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.